Đây nha mọi người. Đây, điểm này trúng không? Ui giời ơi, bữa nay lại bự nữa. Quá VIP luôn. Trời. Rồi. Ôi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi vào trong rừng đi thăm ấy nữa nha mọi người. Đây là mình đi thăm đợt 2 nha mọi người. Đó, vẫn đi hai người như hôm qua nha, Tới điểm bay tiếp theo đấy mọi người. Đó, sắp tới đây này. Có vẻ như là trúng rồi đấy. Ui, kìa mọi người. Đó, kìa, bự kìa. Rồi, đây là con thứ hai nha mọi người. Hồi nãy là có trúng một con rồi nha. Nhà mình chưa có quay được cho mọi người xem nha. Đây là đĩa. Đây mọi người. Đó, rất là to luôn kìa. Ui giời ơi, sướng quá rồi. Được hai con rồi nha mọi người. Xem nào, xem bự không. Hôm nay cho mà ít thiếp mà đi dép vào rừng luôn nha mọi người. Trời lớn luôn này, đi dép vào rừng luôn. Đây nha mọi người. Đó, đây được con thứ hai rất là bự luôn nha. Vip pro, vip nha. Được rồi. Đâu con đầu tiên hồi nãy đâu rồi nhỉ? Xem nào. Đây nha mọi người. Con đầu tiên này. Cái con thứ hai này mọi người. Cái điểm mà mình bẫy hôm bữa mình có quay video ấy mọi người. Cái điểm đấy mình bẫy lại bẫy thêm cái bẫy kẹp này. Đó. Cái điểm mà mình làm mất luôn cái bẫy của mình nhá. Đây, trúng này nó trúng mà cái điểm đấy nó có con trồn hay sao ấy, nó ăn luôn cái phần đuôi con chuột nhỏ này, cái chuột đầu tiên mà mình trúng hồi nãy đấy. Nhỏ ha, cắn luôn rồi, cắn ăn luôn. Không mọi người. Điểm này hơi đẹp nên mà tiếp tục bẫy điểm này nha mọi người. Đi, cho vào ba lô đi. Rồi mình tiếp tục nữa nha mọi người. Trúng không? Rồi. Ôi trời ơi, hôm qua cái này tuột này mọi người. Hôm qua cái này con này nó tuột này, giờ lại trúng tiếp nha. Rất là bự luôn này. Trời ơi, hôm qua mình bị tuột nha, mất một con bên này này. Trời ơi. Ok mọi người. Bự quá trời luôn. Bị mấy con kiến nó ăn hết mấy cái lồng này, nó ăn hết lồng rồi nha mọi người. Bị lụng hết rồng này. Mấy con kiến đấy. Rồi được vài con rồi nhá mọi người. Trời ơi, hôm nay mới được thăm được mấy cái à. Tuột một cái mà không trúng một cái, không ăn một cái. Trúng được 3 cái rồi. 5 cái, 6 cái chứ. 6 cái đây. 6 cái trúng được 3 con. Ok, VIP chưa mọi người. Ôi giời, hôm qua cái điểm này này mình bẫy ngay chỗ này hôm qua nó tuột này mọi người. Đấy, cái đào có cái hàng này, hàng trong hốc cây này mọi người. Cây đây. Đó. Trời ơi. Sao mà chạy được. Ngắm vị trí đẹp là phải trúng. Hey, tháo cái này đi. Bẫy đâu. Chuyển chỗ khác đi. Thôi, tiếp tục nha mọi người. Gái rất là nhiều luôn. Bữa nay mình đi xem cũng hơi trưa một tí rồi nha mọi người. Hơi chiều rồi, không hẳn trưa. Mình đi từ 12 giờ rồi đấy. Ngày nào cũng đi lên 12 giờ. Đi nắng. Giờ cũng tầm 3 giờ rồi. Hôm nay đi hơi lâu. Rồi, chờ tới điểm tiếp theo rồi nha mọi người. Đây, điểm này trúng không? Úi giời, lại được thêm em nữa nha mọi người. 4 con rồi nha mọi người. Úi giời, đau rồi. Úi giời ơi, bữa nay lại bự nữa. Quá VIP luôn. Trời. Rồi. Bự tiếp nhiều à. Trời ơi,
quá, được 4 con rồi nhá mọi người, 3 con bự rồi, mới được một con đầu tiên là nhỏ nha mọi người. Đây đây đây, cho vào ba lô đi. Ui rồi VIP, chưa gì à, mấy có mấy cái rồi, xem được mấy cái mà trúng VIP thật đấy. Rồi tiếp tục nhá, điểm này đẹp, tiếp tục bẫy nha. À, mai lại đi tiếp tục đi xem nữa. Ui, quá VIP, quá VIP VIP. Ôi nhồi, đây nhờ, ở đây mình ở trong rừng luôn nha mọi người, trong rừng già luôn đấy mọi người. Đó. Chỗ này là hôm qua này trúng một con bên này này, các mọi người nha, hôm bữa là trúng một con chuột màu vàng vàng đấy, chuột hơi bự bự mọi người, không biết hôm nay có trúng không. Ui rồi ơi, thế hôm nay không hụt rồi. Ôi, cái điểm này hôm qua là trúng rồi nha, bữa nay là không trúng rồi, chắc mình chuyển đi. Ôi trời ơi, không trúng này. Ôi trời ơi, chuyển đi nha mọi người. Đó. Wow. Yeah. Ui, đau quá, bị kẹp tay luôn rồi. Ây da, đau quá trời. Như sao nó kẹp phải cái này, sao cũng đau trời. Hey, bị sập, kẹp tay luôn rồi. Ủa, cái bánh này lấy đâu? Ờ. Tay này mọi người, hồi nãy kẹp này rất là đau luôn. Ủa, bên này có không nhỉ? Không có. Ui giời. Đây, hôm qua bẫy đây thôi. Ui giời, lại trúng nữa nha mọi người. Ui giời ơi, quá hên luôn mọi người. Hôm qua là điểm này là trúng rồi nha mọi người. Đấy, hôm qua trúng này mình bẫy đây, mình hôm qua mọi người trúng con nhỏ nha. Hôm nay được con to luôn này. Ui giời, đây. Ui giời ơi, lại được một em bự nữa. Quá VIP luôn, hôm nay quá VIP luôn. Thế ơi, trúng lại rồi, trúng thêm một con nữa rồi. Ui rồi, mình cầm hai tay đi, ăn hết một nửa bắp luôn này. Trời ơi, điểm này là được hai con thôi nha mọi người. Ui rồi, ơi một điểm này trúng hai con, hai hôm là trúng hai con, hôm qua là được một con nhỏ, hôm nay con bự luôn. Nha, trúng rồi này. Ồ, trúng con bự luôn. Đấy, qua đây đi tháo đi. Chứ cầm mà máy cũng vừa quay là khó tháo. Nó bị kẹp tay rồi, đau rồi, không dám nữa. Đấy, cái điểm này, điểm trúng hôm qua này. Hôm qua trúng con nhỏ nhỏ ấy. Này trúng con bự luôn. Đây. Tháo đi, bấy chỗ khác đi, hai con rồi. Điểm này được hai con đấy nha mọi người. À, đây, bự rồi, 5 con rồi nha mọi người. Hình như là hôm qua với hôm nay là hôm nay tới điểm này là được nhiều hơn hôm qua ấy mọi người. Hôm qua tới đây là được mấy con nhỉ? 4 con, hôm qua 4 con mà hôm nay được 5 con rồi nhá mọi người. Hôm qua tới điểm này được 4 con, hôm nay được 5 con luôn. Có VIP luôn. VIP không? Thôi tiếp tục nha mọi người. Rồi, lại tới cái điểm mà trúng hôm qua nha mọi người. Điểm này hôm qua là mình trúng được một con bự này. Úi dồi ôi. Trời ơi, bẫy cái này này, nó cũng sập luôn nè. Trời ơi. Nha mọi người, ăn sạch sạch luôn nha. Sạch cái bắp ngô của mình luôn nha. Thế mà nó không sập. Tiếc quá, lại trượt thêm một con nữa rồi nha. Úi dồi ôi. Này là do bẫy gọi là không đính rồi, bẫy lại đi. Lấy mồi đi. Úi dồi. Ôi, cái điểm hôm qua đấy nha. Này, bên này là hôm qua là không sập nha mọi người. Không sập nha. Điểm này hôm qua không sập nha mọi người. Úi dồi, hôm nay lại trúng rồi nha. Úi dồi ơi, nhỏ xíu à. Thôi, trúng thêm một em đấy mọi người. Trời ơi, hôm qua cái điểm này là hết mồi mà không sập nha mọi người. Được một con nhỏ nha. Chuột nhỏ xíu về. Rồi, được thêm em được chuột nha anh người. Oh, tiếc là nó hơi nhỏ thôi. Ui.
Đây, được thêm ao nữa này. Ui giời ơi, hơi nhỏ. To lắm. Được, cũng được tạm tạm đấy nha mọi người. So với gọi là đi lượt hai rồi, bữa nay là cũng tạm tạm vì mình đâu có chuyện bao nhiêu đâu. Gọi là vẫn đặt chú cú, chuyển sơ sơ thôi. Nhưng mà trúng tạm tạm thế. Ôi, đây nha mọi người. Cái điểm này hôm qua mình bay mà đứt cái chân nha mọi người. Đứt chân chuột đấy nhỉ. Đứt chân này, xem là hôm nay có trúng được không nha. Ôi, đi xem. Ôi, chính điểm này hôm qua này. Ui, hy vọng nó trúng à. Ui giời ơi. Bữa nay nó không chăm đi quá ăn luôn này. Ôi. Trời ơi, không trúng à. Cái điểm này hôm qua bị tuột này, đứt cái chân con nó đấy luôn này. Rồi, không trúng nha mọi người. Rồi, tiếp tục. Đã làm được một cái miếng nước đây. Rồi tiếp tục lên đường nha. Trúng hả? Úi giời ơi, cái điểm này hôm qua này không trúng này. Ô, hôm qua vẫn trúng nhỉ? Ừ đúng rồi, cái đêm này hôm qua trúng ấy. Úi giời ơi, lại được con đấy mọi người. Hôm qua này được một con bự, hôm qua cũng được con bự này. À, trong đầu video hôm qua mình để là con cái bẫy này này. Hôm qua được bự, hôm nay lại được bự tiếp. Úi giời ơi, quá hên. Điểm này quá hên luôn. Được hai con bự bên này luôn. Hai hôm mà hai con bự rồi nha. Đó, đây mọi người, điểm hôm qua đây. Bẫy lại đi. Bẫy đây đây. Bẫy bên này luôn đi. Đó, bên kia kìa. Úi giời. Điểm này quá hên luôn. Có bíp luôn. Đây, để cho. Bao lâu đã. Ôi giời ơi. Được cũng 5-6 con rồi nha mọi người. Rồi. Chiếm lợi phẩm hôm nay cũng gần được như hôm qua rồi nha mọi người. Quá vip pro luôn. Đây, mình nhà hôm nay là bẫy bên này nha. Đây. Bẫy bên này nha. Giờ chuyển lại bên kia. Bởi vì bên này nó có mùi rồi ấy, mọi người. Trúng hai con nặn rồi. Mình ra bẫy với tí cú đó. Bên kia nha. Rồi, bên kia này cũng chắc hát gì kìa. Đó, bẫy đây luôn đấy. Rồi, bẫy đây rồi mình tiếp tục lên đường nha mọi người. Còn xíu nữa. Bẫy về tận này. Trời ơi, cái điểm kia vỡ như hôm qua thôi. Đây cái điểm mà cục đá hôm qua không trúng rồi mọi người. Rồi, mình lại đi xem nhá. Không biết hôm nay có trúng được cái điểm này không. Trúng không? Ui giời, được thêm một em nữa nha. Ui giời ơi, hôm qua là không có trúng nha. Ui, nhỏ xíu à. Thế mà. Đây nha mọi người, thêm một em nữa nha. Rồi ơi, nó hơi nhỏ đấy nha mọi người. Trời ơi. Hơi nhỏ. Cái này là không được, không vip rồi. Được ba con nhỏ đấy nha mọi người. Hôm nay được ba con nhỏ rồi đấy. Ba con mà hôm qua nó nhiều con nhỏ hơn. Hôm qua bốn con nhỏ ấy. Hôm nay được ba con nhỏ rồi. Thôi tiếp tục nha mọi người. Hay là chuyển cái đó đi. Tiếp tục anh người. Còn vài cái nữa là hết bẫy của mình nhá. Điểm này không có hấp dẫn lắm. Đi xem mà hôm qua là chỗ này không trúng nha. Cái này ui giời trúng rồi đấy. Hai hôm cuối cùng cũng được một con nhé mọi người. Đó, đây này. Đây. Thôi, bốn con nhỏ đó nha mọi người. Ui giời. Vẫn được tạm tạm nha, không sao, có được rồi. Bẫy thêm đi. Bẫy bên kia đi nhỉ. Chuyển đi. Đúng rồi. Được thêm một em nữa nha mọi người. Quá tuyệt vời rồi. Mặc dù nó hơi nhỏ nha mọi người. Đó, đúng không? Không qua chuyển mà nhỉ. Ôi, hôm nay không qua này trúng mà. Hả? Ôi. Trời trúng, con này không trúng. Trời ơi, hai hôm rồi chứ được con nào cái này nha. Chắc mai mà không trúng nữa mình chuyển đi nha. Ôi, không trúng nữa, ôi dồi. Còn hai cái nữa là hết rồi.
Vậy là hôm nay không được như hôm qua nha mọi người. Rồi mình sẽ lấy ra trong bao ba lô để ra ngoài xem mà được mấy con. Hôm nay được mấy con nha mọi người. Mà mình biết là được không được như hôm qua rồi. Rồi. Xong nhá. Chưa xem đi, đếm được mấy con này. Xem kết quả của mình đây nha. Đợt 2 nha mọi người. Xem. Đếm xem được mấy con. Ui trời ơi, đây nha mọi người. Đó, không được được đấy, các khá đấy. Một nha, cái đầu tiên này bự này. Lấy con bự trước đi. Ui trời, các mấy con nhỏ này, 4 con nhỏ luôn. 8 con hay sao ấy. Mấy con đến đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. Wow, được 9 con nha mọi người. Hôm qua được 11 con. Vậy là hôm nay thua có 3 con nha, so hôm qua nha. Rồi cái kết quả này là cũng không nên nói tệ nha mọi người. Đó. Này, hai con. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con bự nha. Rồi 4 con nhỏ bên kia. Này 5 con bự. Rồi mình cũng xem xong rồi mình cũng phải về đây nha mọi người. Rồi chào mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại trong những video tiếp theo nha. Nếu thấy video của mình hay thì nhớ đăng ký và ủng hộ mình nha. Like, đăng ký kênh nha. Rồi bye bye mọi người nha. Rồi cho vào túi đi về đi. Rồi kết quả là không đến nỗi tệ nha mọi người. Chỉ thua hôm qua có 2 con thôi. Hôm nay được 9 con, hôm qua được 11 nha mọi người. Rồi đi về đi. Ôi. Ôi, về đường nào đây? Không vừa về đường quái. Này, đi dưới đi. Rồi, về đây nha mọi người. Đó, đường hôm qua ở dưới. Đi lên đây luôn cũng được. Thế kia khỏi phải lên dốc. Thế rồi.